đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối, đẹp như cánh đồng hoa cùng khoe sắc màu hương, ngàn trăm những vì sao không đẹp hơn đôi mắt dễ thương, cùng với gió mùa xuân mang lời ca bay đến mọi nơi. Hãy yêu thương người hơn ta, hãy luôn cho đời nở hoa cùng ca. Giới thiệu đến quý khách hàng mẫu camera Yoshi ban đêm có màu xoay 360 độ mới nhất năm 2021, với khả năng chống nước, chống nắng. Camera có thể gắn ngoài trời hay bất kỳ vị trí nào bạn muốn sử dụng. Camera hỗ trợ 20 LED bao gồm 10 đèn chiếu sáng ban đêm có màu và 10 đèn hồng ngoại hỗ trợ quay đêm, giúp hình ảnh cực kỳ sắc nét cả ngày và đêm. Thiết kế mới, camera hỗ trợ 4 râu bắt sóng Wi-Fi vô cùng khỏe, giúp hình ảnh camera ghi lại không bị giật lất. Tính năng mới là điều không thể bỏ qua. Camera có thể xoay theo chuyển động, cũng như cảnh báo trên camera và báo về điện thoại, và có thể đàm thoại hai chiều từ xa, giúp quý khách hàng có thể bảo vệ an ninh ngôi nhà một cách tối ưu nhất. Quý khách hàng có thể thấy trên video là hình ảnh thực tế của camera ghi lại cực kỳ sắc nét ở tầm quan sát xa. Điều khiển xoay 360 độ vô cùng nhạy, với chế độ bảo hành lên đến 1 năm, giúp quý khách hàng 100% yên tâm trong quá trình sử dụng. Vậy còn ngần ngại gì mà không để lại ngay số điện thoại bên dưới để sở hữu ngay cho mình một sản phẩm đầy tính công nghệ và tiện ích như thế này ngay trong hôm nay.